đông đảo người hâm mộ là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến cổ vũ cái trận đấu giao hữu này. Và cũng hy vọng trong thời gian tới thì những người hâm mộ Việt Nam chúng ta cũng dần dần thay đổi và có được những cái thái độ tích cực hơn đối với bộ môn cũng như cách chia sẻ trong việc giao lưu và học hỏi. Qua trao đổi cùng với anh Adam, chủ đầu tư của câu bộ Marseille là người Singapore, thì anh cũng cho biết sau hơn một năm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay lượng khách của người Việt Nam và đặc biệt là giới trẻ thì cũng đang tăng dần lên, và các bạn cũng đang có những thói quen tích cực hơn, đó là đến câu bộ vui chơi giải trí, tập luyện một cách nghiêm túc và đồng thời tạo ra một môi trường rèn luyện ngoại ngữ. Khi ở đây ở câu bộ Marseille là thường xuyên có những người nước ngoài sinh sống và làm việc, họ đến chơi và họ có cái tư tưởng là đến câu lạc bộ để tập luyện một cái môn bộ môn thể thao đam mê của mình để giải trí thật sự, chứ không hẳn chỉ là đến câu bộ để đánh độ đánh đền. Thì đó là một tín hiệu rất đáng mừng và Phúc Long được anh Adam chia sẻ. Một tình huống chạy bi rất kinh nghiệm của FN. Tối nay vào khung giờ khoảng 8 giờ thì sẽ đến lượt Phúc Long giao hữu với FN. Mời các bạn cùng đón xem. Khung giờ từ khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ thì Phúc Long sẽ có phần thi đấu giao hữu với ấn tượng của mình. Cùng chờ xem FN đang có một cái quyết định thực hiện một cú đánh khó nào đó. Đấy là một tình huống chạy bi. Không may mắn là cho lên ngang cho cú đẩy vừa rồi.
rất hay. Một cú đánh cò tay. Rõ ràng các bạn đã thấy FN là một trong những tay cơ có những đường điều vô cùng chính xác, vì ông cũng là một cơ thủ và có những cái cú đánh ra ngọt rất là chuẩn. Và để ý kỹ thì sẽ thấy các cái cữ ra ngọn của FN nó linh hoạt tùy theo từng cú đánh, kể cả khoảng cách cầu tay của FN cũng thay đổi theo từng cái cú đánh, lúc dài lúc ngắn, rất là nhịp nhàng. Do đó các cái đường cơ của FN là có những cái nhịp điệu và tiết tấu rất tự nhiên, mang lại cảm giác thu hút đối với khán giả. 4 đều. David Long xài gậy Coco Setti, một hãng gậy custom khá nổi tiếng. Và điểm đặc biệt khi nhắc đến cái gậy này đó là cái bộ gen mới của hãng gậy Coco Setti là một làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp cứng, chuyên dùng làm răng bánh xe, sử dụng trong động cơ máy bay. SEA Games năm 2003 tổ chức tại Việt Nam. Nếu đông đảo các bạn nào còn nhớ thì FN đã tham dự SEA Games tổ chức tại sân nhà của chúng ta ở nội dung Carom 3 băng. Và
trong cái trận đấu bán kết vô cùng căng thẳng trước Taker Lý Thế Vinh, thì FN đã có thời điểm dẫn trước đội tuyển Việt Nam chúng ta với tỷ số là 27-12. Do đó những cái đường hiểu băng của FN luôn luôn là làm mê hoặc được những người hâm mộ chơi bi ai, vì ông có một kiến thức nền tảng trong chơi carom ba băng rất là tốt. Vô cùng chính xác, vừa rồi là một đường cơ bóp mặt ngẫu hứng của FN, nhưng vô cùng chính xác. Với hơn 50 năm kinh nghiệm thi đấu trên những đấu trường đỉnh cao nhất của thế giới, thì FN là người sở hữu rất nhiều những cái đường cơ sáng tạo. Đang hơi dò dẫm với tốc độ cái bàn hơi chậm. Tuy nhiên ta càng có cơ hội được xem những cái đường điều ngẫu hứng và mục đích của những cuộc giao hữu như này, thì càng có tình huống thì ta càng được thưởng thức những đường cơ đẹp mắt của FN. Rất chính xác, 3-2 dành cho Huyền Thoại người Philippines.